Ok. Chim miệp xô nó khú, xô xây là nó khía, nhôm chung mô kìm chú, nhôm nâng mọc hẹp pin bùn hai đài nhôm chưa rơi do thập thị mùi nâng. Tẹt tông nâng ả xanh mần bọc lực khú chi lại cả nạ thị free thập thị dân thuở bụi nhôm bụi vãi chưa rơi. Yeah. Finally, bụi nhôm man chưa rơi do thập thị mùi đài thập thị nâng cư Cambodia Digital Marketing Trade. Hai mươi là hạt đài nhôm chưa rơi topic mùi nâng cư mau bị bụi nhôm sầm lắng mơ khơi bị xa là phía hay nâng phía càng láng rồi bỏ local digital marketing srope nâng tiết của ban sẵn kết khơi nha ca pra pra digital marketing bài bình nâng khăn ông dọc dưỡng cư viên nâng miên cùng rật nâng lời hay nhôm kết hà local digital marketing nâng cư tài chi chùm nội đồng bốn đại dương cư tài chập ở rõm hay chập ở nám môn nâng dương một bài tư tìm xa tu tiên bụi và tế rưu cổ cho lòng và tế anh chẳng từ. Một bên tiết, nơi khăn ông thọc thì nâng cư bụi nhông hoạt ban dậy phục khởi tờ lơ khom hình này nè mùi trẻ lẹ tế để xa tờ bụi nhông kịch hà ở nâng bà đo chia lẹ khả nạ general information hay nâng thịp mà chẳng nguồn nằm bây ơi nè tờ ngọc khí ban tỷ trang nà bản thám tờ lơ tệ tông nâng thọc thì Cambodia Digital Marketing Trade bọc bụi nhông hay để xa tờ sọc dưỡng cư viên miên limit information đã kể đạo dương mơ chẳng hãy chẳng nói nà khác cứ vì ai vừa dương bị cha đàn à làng với như rưu cổ ai tha vì ọt miền chẳng tư cứ dương chưa rơ tha xâm rạch chất ọt đạc cứ vì lọ chiền hay châu mà đo khẩn thán xông to tư mật phẹ bỏ nhóm đầm bay ở quạt present mình to. Ok, chị mẹp xua là cụ hay nên xuống đây mà phải tặng ngọt khá nế. Chẳng muốn là dương cho đó cho nó đại dương thật bỏ sát dương mà mơ content chỉ muốn sẵn mình tôi chia tìm mối cứ tại đó tầng introduction đối khăn ông nói về mình tôi chia the definition of digital marketing, history of digital marketing, mối tiết cứ the rise of digital marketing in Cambodia hay chúng nói tìm bí cứ segmentation of digital marketing tìm bấy cứ benefit outcome of local digital marketing. The 4, limitation of local digital marketing and solution. I chúng ta trong cái comparison between traditional and digital marketing. Chúng xong đó cho đó chúng ta tìm mũi, cứ tiện tôn tận năng definition. Xong slide từ một. Okay, tiện tôn tận năng chẳng dừng mơ bịa tìm mối được chia digital marketing chẳng dừng đăng hơi sao tha digital marketing cứ chỉ cả thuê marketing tam là dạng platform đôi chia propon social media rư website nơi tam propon internet hay một chất cứ local digital marketing cứ xâm đại đó cả design marketing bài mạch đảm bè miền thiệp nghỉ xua khăn ông ca chấp dọc nơi cô đại ở tệ chuẩn bao dưỡng nó không đầm bon chuyện lệ na mũi để dương chọn ai cam sọc sai nó bàn tật đỏ cứ cho tao cho nói một tiết cứ cho nói bí tiện tôn tận năng provide này digital marketing dương đang thay digital marketing cứ bàn chập đam lang nơi không chenam mà quan bổn bổn rồi cả sập đòi không chenam mà quan bổn bổn rồi cả sập kê bàn chập đam bằng cả chữ internet lang đòi viên mình tùm rong chi www rồi chỉ website tạm nằng, hay luôn mà đo cho nam mà con bốn rồi cài dập môi, cái bàn ở user nó miền, cái bàn đã biết ở user nó para chi sa thiên này, hay bắt đầu mốc cứ nói không cho nam mà con bốn rồi cài dập ram miền này para là hot, từ đó đập vào môi liền này, hay về miền tập trung chia search engine, đại dương đang ấy tha search engine vì chia đặc biệt search chia keyword. Lúc đó là PM này pra-pra-chan mẹn tên tức việc bàn thuê ai investor mùi chùm nguồn rồi có business nè chứ nè rốt xì thông thông nó cứ quạt bàn nghiệm mà chạm vào rắm mà lời vì sai mùi nặng hay chỗ đó mà đó xong tốt chỗ đó chân em bằng bốn rồi cái sắp bằng bốn kế bàn develop prepared digital marketing để tặng ngon nát ai tới chỉ miễn platform nó bay cực cồng
hay cà pi đầm bông nắng dựng đang ngay thà ở vai cái đó để cà làm mà đầm bông cứ bị bạ không cà cục cống hay nà muối vì miền phía bên nhà nhảy bên nóng không cà xoay rau tân ở đây em xem xem cứ miền phía làm bạ xong cho slide mới tiếp lúc cho mà đo cho nam pi quán cứ social media bán chạp đám tu láng user bán khai thì chưa customer ai bên ông nói cứ ca ca lang này mua bảo phone cứ chập đá miên bả đá để thôi ôi mình đưa rồi kia ai năng quạt cầm món và lật phó tam social media bàn cho đôi chân em bị bọn đọc bánh cứ vậy vậy bạn phải pro cho nên pro mình đưa mình bạn bắt đầu từ lời tủ sắp cho nên hay năng chậm nái pê và lấy chỉ môi bia mình tha tầm nẹt tầm nón chỉ môi mất thẹ tẹt tông năng ca nghe pra pra email chỉ đầm chẳng ai ban chỉ pe nô đấy cứ marketer đại chỉ nhận thua tìm xa nắng quạt ban nghĩa mà chạm vào đóm chỉ mua nó vào page digital marketing pro quạt bộ quạt sầm lăng khơi pi sạc đàn nộp bộ robot ô điện bộ quạt hay cho đó chỉ nói mỗi tiết cứ chém pi pon mà pay cứ sập thằng ấy nắng dựng đằng ấy thà sân tại group business thằng oh mình thà tôi mình thà thống cứ ban nghĩa mà pro business bài digital marketing rồi buộc quát cơ thể cả thuê bài nắng cứ business quát ai đang grow lớn chương phổ marketing bài traditional xong tới slide một chút chương chỗ đó cho nói bản toa dương mới the rise of digital marketing in Cambodia chương đã tông tận năng ca can lang này digital marketing ở Cambodia nó dương mới tên là này môi trường nó này kẹp bàn vào hàng hai tin từ này là online trong bàn đọc sơ trên website mua một thẻ MIA để dùng để bị ping hai thẻ marketing in Asia để tin từ này là online bàn và hai nước không chăm pi pon đọc bằng buồn đọc hai thẻ miền bắc chi chôn cao bắc chi sờ đọc từng ó cứ đọc bằng môi cho xem sắp bằng môi lên nhé hơi miền tù sập đầy nó cứ tù sập như nó chấm luôn mà pay pram cho buồn liên kêu tiếp tục tới internet user cứ 12.50 liên nâng active social media user cứ 8.40 liên hay nâng mobile social media user nó cứ 8.10 million chăng đòi xa tại ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺបដោតទៅលើប្រព័ន្ធ social media ច្រើនដូចជា Facebook, TikTok, YouTube ដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យ marketer មើលឃើញពី potential ទៅនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង target customer ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការធ្វើ marketing ជាច្រើននៅកម្ពុជាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា digital វិញអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart ក្រុមហ៊ុន Oppo, Secart, Vivo គឺជាក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងពួកគាត់បានកាត់បន្ថយការធ្វើ marketing បែប traditional ព្រោះពួកគាត់គិតថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចបែប digital marketing ទេហើយនិយាយទៅគឺវាចំណាយពេលយូរចំណាយកម្លាំងពលកម្មច្រើនចំណាយថវិកាច្រើនប្រសិទ្ធភាពទៀតអញ្ចឹងចំណុចខ្ញុំគឺចောက်តាមណាស់ខ្ញុំសូមបង្គោលភារកិច្ចបន្ទាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិខ្ញុំហួចគាត់នឹងបន្តភារកិច្ចនឹងមិត្តបាទជំរាបសួរលោកគ្រូហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម៉ាក់ឈ្មោះសានហួចដែលនឹងមក presentation តកតងជាមួយនឹងចំណុច1ដំបូងដែលនឹងនិយាយអំពី head poll មួយចំនួន head អីដែល marketer គាត់គួរតែ switch ខ្លួនគាត់ពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង digital traditional marketing ទៅបែបជា digital marketing បើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបើយើងគិតនៅនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតគឺវាចូលប្រជាជនសរុបមានខ្ទង់16លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែមានរហូតដល់12លានអ្នកហើយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយក្នុង12លានអ្នកនោះទៀតសោតគឺមានប្រមាណជា 8.4 លានអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង social media ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook, Instagram ឬក៏ TikTok អីជាដើមហើយដោយសារតែចំណុចនេះដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្រាប់ហើយថា digital marketing គឺជាប្រភេទក្នុងការទីធ្វើទីផ្សារណាមួយដែលតាក់ទងដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង technology ក្នុងការផ្ញើជាមួយនឹងព័ត៌មានឬក៏ការធ្វើ advertisement មួយចំនួនរបស់គាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង technology
social media chẳng đam hay đời sáng tại khơi tin này tại chợ sáng như vậy chúng mình chúng tâm chỉ prapra chúng social media chẳng được này hay vì chỉ cả một phố mình đến ở xem rap marketer nông gặp prapra chúng mình social media đầm bay phố marketing robot quát đầm bay tiện tin chúng mình là tiện chuẩn rồi có trong nhau chia sai mà chúng tiện thông cho tất cả customer target customer bảo quát cứ miễn phí người su mình đến hay ở nam mới tiết của quát cắt chấm lại ở cắt chúng mình nâng culture mình đang đặt trong chúng mình cả term marketing bao quát và compare chúng mình nâng traditional marketing hai bên này riêng bia sẽ được tiếp với cái việc đặt như thế này mình đang tại cả chúng mình digital marketing cứ việc từ ban sẽ được tiếp của hai chúng mình nâng cả trong cột đào chúng mình nâng tại chúng bao quát đại quát trong ở tập đo chuyên clan mình đang bao compare chúng mình nâng traditional marketing hai ở xong từ slide hai ở trên nội mối tiếp này cứ chia trên nội TP Tom đại khiêm nâng một gì đặt trong chương mục nâng market segmentation nâng digital marketing ban gì em bị market segmentation được chia nhỏ trong học như đăng sáp hay cứ chỉ cả cắt chấm này tiếp xa không cả thuê tiếp xa đồng bị chấp dọc chương mục nâng tự chọn mỗi chấm nôn tối nam mỗi đại dương ở chấp dọc tiếng ở tế phù dương score nên plate report bảo dương chấm chương dương đăng thanh nhẹ ná chuyện này prapra chấm mục nâng plate report bảo dương chương nâng về đại dương đăng bài nín cứ vì miết phép nghe số miệt dương đã chỉ mang thơ không ca chia chấm mục nâng phần miền được cứ chỉ miết sách em chỉ muốn cứ chọn câu đại loại mình đền hay đối chuyện này đăng viết thuộc liên tăng năng tìm mồi mà cứ nâng không market segmentation nâng cứ dương nâng bài chạy bia chỉ buồn một hết tìm mồi mỗi nâng cư tệ tông cho mỗi nâng geographic thì biết tệ tông cho mỗi nâng demographic thì biết tệ tông cho mỗi nâng psychographic hay ở trên nó trong cao ý nâng cư tệ tông cho mỗi nâng behaviors hay ở trên nó tìm mỗi đại nhóm nâng lợt mọc nì dây nâng nâng market segmentation nâng cư tệ tông cho mỗi nâng market segmentation tệ tông cho mỗi nâng geographic hay chẳng nè học nghiên bộ gọi chứ chung ngó này thà ở với tới chứ geographic nâng nâng segmentation nâng bộ digital marketing bạn dễ tới geographic nên cứ việc cho tiện tông cho mỗi những tiệc lại được có chỉ đam cầm nát được cứ tiệc lại na đại audience bao giờ được có đôi chỉ customer bao giờ đại quát cầm phong tại luôn nơi như bây giờ bắt cho bọn những hay bao giờ như dễ tiện tông cho mỗi những digital marketing cứ chỉnh nói dương kịch lang người ta ta bản thân chỉ dương for digital marketing ta phải chú chốn rư có chỉ customer rư có audience dương nâng nông đồng bọn ná đại dương nâng bắt đầu lơ khlang bằng phát thái đồng bọn ná đại phê đại dương thua digital marketing tới cư viết tự tù bàn nâng phát sức tập hiệp khlang hái bà xin chỉ tam perspective rư có opinion bọc nhóm đại chung bàn sắc xa nâng nhóm kết thác bà xin chỉ ca thua bạc digital marketing hay chỉ nói rư có tí tăng đại viên miên phát sức tập hiệp bốt nâng phê đại dương thua digital marketing cư anh nhớ văn thanh đi về phải cho bọn người ta cam chia bao nhiêu cứ nơi tam ở ti còng môi trường nguồn chất này đôi chân ở đi thì không bình hai đại ở số hai đại nên cứ đời xa ta nên không tam đi thì không bình và chưa chôn miền ca luôn nơi tràn khu ở đông khi hai năm mới việc chỉ capital bỏ ở bờ tây đôi khi sẽ tông một không bình chẳng hai cứ miền ca đa lươn mình đến sẽ trong chùa mùa những phải chạy cả về chuyện chẳng đôi dân đang xếp rằng bị đang nhóm mention mình hơi khác digital marketer got pra cho mỗi nâng device technology mình chúng trong cả pra được send cho mỗi nâng message bảo quát từ căn ô điểm bảo quát chẳng đây xa tại nơi không ping từ chỉ chốn quát pra cho mỗi bài chạy cặp với chưa ra chẳng áo cả khu maintenance mẹ marketer bảo dưỡng trong cả nhà bảo miễn từ căn ở ô điểm bảo đứng như cầu customer bảo dưỡng phổ đại xa phục quát phía trang cứ quát pra cho mỗi nâng bài chạy cặp với chưa bảo dưỡng công phía tới đám nhạc đại hôn nâng chúng nó bọt mà chúng muốn cứ biết xây miên tình sự tập hiệp tế hả đây đại sao tại phục quát phía trớn cứ quát ọt sơ pra cho mỗi nâng bài chạy cặp phía smartphone này mà chúng nó được chứ laptop ấy tế phổ cứ chẳng dùng đơn giản hơi nhẹ đại run nơi tam chân robot cứ lẹ là thay con ớt sư ở miền trên này đang chờ anh tẹo trong một cái trái cậu chia tên nhưng mà miền này tháp của con ớt miền tệ phần tay vì nông bạc là màn mũi đẹp tích bảo dân chỉ dân còn phe tẹo trong một nâng ở tam ti rung krong y mà chúng nó nên về tới Campuchia hơi ở chỗ nói tiếp với đại nhóm nâng một giấy nâng nâng segmentation đôi khi cứ tẹo trong một nâng demographic
Dương anh thì dùng mình để tạo cho mình được một profit nó không mang thích nâng vì ai tạo cho tạo cho mình được một cái nhà chú tiết lại cũng nát ở rưu cổ phết tầm hôm nay trong cổ xa được có bạc cho nó education tầm rất nâng cao trong mấy chân luôn có phần tay tạo cho mỗi nâng chùm nọt nít cực nhóm ở lực lang vì tầm ở tế chung xong chạm vô tại vì chân nó xong khăn nâng nâng tìm một profit nâng bao nhiêu tế phố trong cái tháng để sao từ việc sống khăn trên cái nam mối để sao về việc trong việc lấy phòng hay cho nó đại nhóm nâng nị dễ nâng cư chạy tôn cho mình nâng age và xin chỉ dân dưới bị age à dụ ta cầm rất à dụ và phết phẩm bị phẩm mán tới phẩm mán đại nơi về để dùng pra cho mình nâng digital marketing là bởi phía nhau chỉ message rồi vậy về mình chỉ nâng for advertisement tới vì trong câu đài là ổ rồi có từ tù bàn sẽ được việc của chẳng bà dân dưới bị age cư viên miên phía à dụ phía vi tràn mình tên viên bộ bạc nông ca mang trái cốt và tác được xa tại dương miên trên dùng mình ấy mối tiết tạ tôn cho một generation nhưng nông dân cho tạ tôn cho một generation nông ca cắt chân này vì ảnh dụng một phát đồng bởi ở dương miên phiếp nghiên xua thường lần hai dương xua tạ tạ với tất chia generation và xin chỉ generation cứ tạ tôn cho một nông cọng này mà nốt đại quạt cát nực nông period nam môi tì cả là hình hàm môi trở lại các bạn nâng hai dương số ta generation nâng cư dương miên bảo mạng tập hệt nơi tam trên ở nâng không generation nâng cư kê nâng trai kê chân chỉ bốn tập hệt tìm môn nâng cư baby boomer đại chia ngạc ca nâng không chân nằm bọn bẩm bồn rồi ở xa xa bẩm môn đó chân nằm bọn bẩm bồn học xa bốn thì bây nâng cư ở generation x cư chân ngạc ca nâng chân nằm bọn bẩm bồn học xa pram đó chân nằm bọn bẩm bồn chân xa bẩm môn thì bây nâng cư ở Millennium rồi có Generation Y đàn chỉ nhận các nước nam mà bom bom rồi chất sập bờ rồi sinh nam mà bom bom rồi gas bầm. Hay ở cho nó Generation trong cầu nâng cư chỉ Generation Z đàn chỉ nhận các nước nông ẩm nóng sinh nam mà bom bom rồi gas bầm mũi là hột mà đầu bể bạch bòn. Hay dân nữ du tia thay tha ta Generation tiếng bốn nâng Generation mũi nát đàn mà cái thế quạt đã cua đã focus clang chuyên kể. Bà xin chỉ tam cập nhật những chuyện này để tăng cho opinion và những bài sinh chỉ nhóm chỉ marketer cứ generation rất đại từ tu ban là tập hợp lan trên cái nền bề dựng từ digital marketing để cán bộ quạt phù để sai bộ quạt cán không chỉ nam mà quan bộ mùa cái sự bộ mùa chỉ nam mới đại anh gì tha âm lòng bên này internet cũng phong đã hợp lan ấy cũng phong đã chấp có cán nên cần là lan kháng anh gì tha âm lòng bên này industrial revolution trong cả các làng chấn bộ quạt cứ ai chấp ban tệ tông cho một nông phải trái cầu chiết này cả là này về phải cho bón cọt miên trên này đang mỏm sẹp ở từ tu ban này phải trái cầu chiết chỉ riêng nè đại cát môn môn nắng của phía trên còn lại cái này những gì đại hiện nay tích cứ chặt làm rớt phần trái và bởi những cái thứ cứ generation ấy những cứ cọt miên trên này đang tệ tông cho một nông phải trái cầu chiết ở chờ chân tới này về để những phơi marketing cọt prap prap cho một nông phải trái cầu chiết chờ những phơi marketing tích cứ cọt từ tu ban chờ chỉ nè đại cát nam môn môn nắng của nè đại cát nam môn môn phía trên có chỉ anh gì tha riêng ở chấm nát đại sư có ở sơ chấp lòng tại tôn chúng mình phải chạy về chi tỷ hai chữ nói mũi tiết đại nhưng ở lớp mau này vậy nâng lên nông demographic nhưng nói kia tại tôn chúng mình education education cứ tại tôn chúng mình cầm bật chụp sẽ đang được vào mình trong những số tha ta ở nơi bây để những anh học what practice chúng mình digital marketing thứ customer có audience bỏ dương nâng có cua tạm biên cầm rạch chẳng đăng bạc nà đồng bế ai tự tù ban cho mùi nâng message để dương nha để tạm tiện tông social media rồi có digital marketing nâng chẳng nhưng mà anh dự tha ở xe mẹp audience để dương cua tạm lạch tiện tông cho mùi nâng education nâng cứ quát bạc trăm mặt tiện tông miên chẳng đăng lệ là ad văn khlang bê dây tiện tông cho mùi nâng phải trái cập chìa chạy sáng tới có ai trâm tại pra cho mùi bạc social media lệ là access cho môn internet rồi của social media em cho môn tới hai cơ quan ai cho respond mà bên cho môn năng ở vậy để những nhà tới cứ vi cục cơ quan này cứ phần năng hai ở cho nói mũi tiết năng để cho nói tiếp bay năng cứ ở tại toàn cho môn năng psychographic psychographic năng cứ năng gì em pi đại tại toàn cho môn năng chấm nưa rồi có đầm lại với mình muốn tạo tông cho mình customer bảo dưỡng hay mà dưỡng phương chất tạo tông cho mình digital marketing nâng cư dưỡng ai mình thị trường mình đang không ca tạo tin bỏ của quán chất này thì chỉ dưỡng post chỉ ở
video rồi có chi picture nào muốn chạy tông cho mùi năng lại hay dương trong bóp cho mùi năng psychographic price cứ từ tu ban được tập hồ khăn mềm tên được nông năng phù chắc này điều chỉ dương đậm lại đậm lên tập hồ và dương đậm lại muốn để là công tác đã tâm bay cho cái sự phần muốn là để tham social media đúng cứ từ tu ban được tập hồ là all mềm tên hai cho nó trong cái hội đại nhóm năng lực mọi như vậy đúng cứ behaviors bà thấy tông cho mùi năng behaviors bảo chỉ chúng cam chia bảo dương đi pay bắt chấp bón đúng cứ quật gì đó cứ chấp đang prapra cho mùi năng social media thấy tông cho mùi digital marketing là câu vấn tay bà xin chỉ chúng chỉ mang cái thơ năng cầm môn bảo dương prapra cho mùi năng digital marketing câu vấn tay để chắc say auto hoặc là dương prapra cho mùi website đầm bay ai cũng có access cho mơ vào miền được tên sự bà cam đi mà chúng nó không mà không hôn bởi dân có mấy tác bà xin chỉ website bởi dân lại cả nạn miên phiếp là lua ER ở tôn nạ ca y sưu bùa ấy nó chất tất kèng kèng nghe nó có quạt ở trong người tốt chất vì khi việc bỏ quạt cứ quạt ở chỗ chất lên miền mở ca rồi có thả trên bị website nó có quạt ở lại cả nạn thang quạt ở sau miền tổng lục chụp bộ đề xa tại website in toàn sưu ấy phong chân có quạt ai bà bùa chúng mình đang cầm hôn đôi đôi bề đẹp bao bao giờ đôi khi ở con trời chỉ nói những phần nắng sầm trộn đó chỉ nói một phép những vật tổ chỉ miệp xua lộc khú hay xua dây nữa đó khi mà đón tiết nhung chua kìm chú hay nhung đang dậy chạy tôn tên đang ăn hạ bây giờ đài dương thua lộc khó đi thò marketing đang đôi khi đang ca thua đi thò marketing thò mặt nạ đấy ca thua lộc khó đi thò marketing và đón nơi là đẹp bao môi trường nữa đài bằng hang khương bị phiêu quay chìm biến chúng buộc business owner tìm mỗi cứ save money anh vậy tha chui xong thạm với cá hay nâng pe với lý ban chờ đại chia là tập hợp cứ reach to your target audience chương can nom yok phần tập hợp tự đo cần chọn device robot target customer mỗi tiết can đang để dương thua local digital marketing nâng ao để dương đặt nơi không đồng bọn nam mỗi để dương ban cầm nạp tốt chương nẹt đèn nơi không đồng bọn nó cứ cái anh giải tha chỉ môi bỏ dưa ngày chứ chắc sẽ đang quạt nơi nâng món dương ai nghe xuống không cả đặt một chút nó phải để quạt mình chia tình cho nói mới tiết cứ brand development cái này dương ban thua digital marketing cứ thua cái score dương chớn cái mơ tới viên miên đã cái này modern hay thua ai brand bỏ dưa nó càng ta là vậy mà cầm rất tiệt các cái đó phở để vài muối vì vậy rồi có một phía xa từ chung mùi để vài rộp bọn chung phua customer vẫn có tụ bàn là tập hợp chờn đấy tệ tôn nâng tìm mối cư dương ai học ấy để dương chong học hơn nắng dương ai học hơn liềm tệ tôn chờ nói mối tiết cư save time and effort dương bạch trăm chi thật tinh tố nó về để dương khơi Gateway local digital marketing nằm ở đó phần này dương phim và dương chạp ở đó dương ai tình bán phim. Tại tao nâng trở lại tìm bấy cứ dương ngay xuống không cách compare price hay nâng đại cả nạn. Mà chúng muốn bọc là tập hóa đồ biến cộng hôn mùi tiết nâng cộng hôn mùi tiền. Trở lại tìm bốn cứ freedom of choice đại sốt bê để dương trong học ấy hay dương học hình phim nâng cứ bê để dương tình biết cứ dương miên trùm rực trang đại. Trở lại tìm prem cứ privacy đại không cả này khá tiết để tại vì chung miên khá mà yên đưa có ca tinh đó đòi ạp trong bằng hàng chung mô đưa có bằng hàng một IP score cứ local digital marketing nó nâng chui ai tại vì chung được hết nâng tinh đòi sử bài chất để xa tờ kê ai phở account fake đưa có profile fake chân tờ chân chung vua chờ nói bỏ nhóm cứ miên tập phân năng tế hay cho tờ đó chờ nói bật tốt tiết nâng present đòi sử bài chất cổng bỏ nhóm cứ riết nếu số lúc cố hay năng suất đây mặt phe tầng nào cái đấy nhóm bắt mua miếng sau bàn là đấy hay ngày này đấy mình toa pi kiểm chu quạt bàn giờ ông pi côn phải giáo này local digital marketing à lấy dương thích solution bảo vệ mình phần sân bài dương mới tạo một plus dương khởi thác digital marketing nâng vì miếng sản phẩm khan là không cao và một là tập hợp dương ผลใต้จัดแสดงเตอร์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั้นวิกฤตเป็นกลยุทธ์โดยขี้โดยนี้มนหนึ่งยืนสำหรับจัดโครงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งยืนกู้สไปน์ยอลอัมพีกลยุทธ์หนึ่งการเตรียมเพียบเซมเซนในช่วงแปะปอนหนึ่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหนึ่งในจุดหน่อยตีมวยนั้นคือเตรียมเตียนในจุดนี้หนึ่งการเทรนนิ่งโครงการ
tiêm tiền để chấm điểm năng cao vật hát việc chỉ ca tiêm tiền chỉ chăm bài sản phẩm ai bộc lực dương đầm bay đăng tha quạt bách chỉ mình chấm đạt đăng cấp cơ quan tuất chấm điểm đầm bay pom nằm nơi phép chốt chạy đò chỉ vật cam bài dương phần tai bay cao vĩnh bộc lực năng quạt mình chấm đạt đăng cấp cơ quan này hai cổ quạt đặt ban trend bên lên đài chẳng hái việc vừa ở miền cổng vật hát hay việc vừa ở bắc bộ đò chỉ vật cam bài dương tiền hai mươi tiết bọc lực năng có ban dột vì cả para app sánh sánh chẳng hay vì vừa ở miền lệ khả năng hà cầm hòn dương ắt đã toàn sập hiệp cá được hai tách ra nước không sống cùng chẳng nằm bay đã sai phải nhà năng dương trời tim mới vừa ở bậc cao bọc lực năng có từ tua ban ca vật hạt hay quạt miền chấm đẹp toạc luồn hai mươi tiết cứ quạt che para cầm thi cầm phu được chia Facebook Instagram được gọi YouTube sánh sánh ចំណុចទី 2 វិញគឺ time consuming time consuming បកប្រែខ្មែរយើងថាការប្រើប្រាស់ពេលវេលា អញ្ចឹងហើយកិច្ចការនានា ដូចជាការបង្កើត online advertising និង marketing content ហ្នឹង វាទាមទារឲ្យយើងនៅពេលវេលាមួយដ៏ខ្ពស់ ហើយពេលវេលាមួយដ៏ច្រើន អញ្ចឹងហើយ នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះ អត់បានត្រឹមត្រូវទេ ការខិតខំរបស់យើងហ្នឹង វាដូចជាអត់ប្រយោជន៍ដែរ ហើយនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រយើងដាក់ទៅ វាខុសគោលការណ៍ អញ្ចឹងហើយ វាធ្វើឲ្យបរាជ័យដល់អង្គភាពទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងទីមួយគឺបង្កើតឲ្យមានការ set goal ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺស្វែងរកនៅ target special market យើងដោយ focus ទៅលើ strategy តែមួយបានហើយមិនបាច់ broad ពេកទេ ហើយទីពីរទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ schedule online ដែលយើងអាចបានរកទិញតាម online បានដូចជា hot suite ឬក៏ quick tag អីចឹងណាយើង have schedule online អញ្ចឹងវាស្រួល ហើយចំពោះទី 3 វិញគឺ high competition ចំពោះ ផ្នែក high competition ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើ ឬក៏ចូលទៅក្នុង digital marketing យើងត្រូវចាំថា មិនមែនតែយើងម្នាក់ឯង នៅមានក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត ដូចថាមិត្តភក្តិយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹង គឺស្មើលើគេចូលចិត្តប្រើហ្នឹង digital marketing អញ្ចឹង អញ្ចឹងហើយយើងមានគូប្រជែងច្រើនណា ហើយគូប្រជែងខ្លះខ្លាំងជាងយើងទៀត អញ្ចឹងហើយ បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយគឺយើងធ្វើមិនឲ្យមានភាពលេចធ្លោជាងគេប្រមូលផលិតផលយើងធ្វើមិនឲ្យ influencer មិនឲ្យមកជួយប្រមូលផលិតផលយើងឬក៏ធ្វើ video ផ្សេងៗបង្ហោះតាម Facebook ឬក៏ website ទៅហើយមួយទៀតវិញគឺការទាមទារ attention បួនគឺនិយាយអំពី complaint និង feedback ចំពោះចំណុច complaint និង feedback វិញវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ market online marketing យើងដោយសារតែយើងដឹងហើយថា backlash feedback នៅក្នុង Facebook ឬក៏ website ផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចដល់ល្អឯងព្រោះថាគេអាចទីគុណផលិតផលយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសពីរគឺទីមួយគឺ ignore ហើយមួយទៀតគឺយើងរីプライដែរតែចំណុចគោសំហើយ security និង privacy issue ពេលខ្លះទៅក្រុមហ៊ុននឹងអតិថិជនយើងហ្នឹងក៏អាចជួបបញ្ហាហ្នឹងដែរដោយសារតែមានពួក hacker ផ្សេងៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងទិន្នន័យ ហើយអតិថិជនដូចគ្នាក៏គាត់គួរតែព្យាយាមកុំឲ្យទិន្នន័យទៅគេទាំងអស់ពេកហើយចំណុចចុងក្រោយគឺ ភាពទុកចិត្តបានទៅលើបច្ចេកវិទ្យាព្រោះពេលខ្លះបច្ចេកវិទ្យាពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតវាអាចដាច់ឬក៏ website យើង error អញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវ check មកបានច្បាស់លាស់ ជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើង អរគុណអញ្ចឹងចូលមកមិត្តភក្តិខ្ញុំម្ដង បន្តទៀត គាត់នឹងប្រាប់ចំណុចបន្តវត្ត ជំនុំខ្ញុំសូមគោរពជំនួយសួរដល់លោកគ្រូហើយក៏សួស្តីដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវ respond គឺចំណុចទី 5 ដែលតកតងជាមួយនឹង comparison between traditional and digital marketing ចំពោះ ចំណុចខ្ញុំនឹងលើកយក ខ្ញុំនឹងយក definition យកមក compare គ្នារវាង traditional marketing និង digital marketing ដែល traditional marketing គឺជា របៀប ឬក៏ បច្ចេកទេស នៃការ ធ្វើ ទីផ្សារ តាម រយៈ អញ្ញបានថាជា old way marketing មួយ ឬក៏ សំដៅ ទៅលើ ប្រភេទ នៃការ ធ្វើ ទីផ្សារ តាម រយៈ offline បាន និយាយ ឲ្យ ស្រួល ស្ដាប់ ទៅ traditional marketing គឺជា ការ ធ្វើ ទីផ្សារ តាម រយៈ offline ហើយ ចំណែកឯ digital marketing
cứ chỉ các phương tiện tiếp xác tam giác digital channel đối chiếu website rồi có social media search engine anh địa bàn tha cứ chỉ các phương marketing tam giác online chẳng cho tại đây chuẩn bị bắt đầu tiết chấm cua chuẩn bị bắt đầu tiết nhưng năng lực cho pi traditional marketing versus digital marketing đại minh chuẩn bị khó khăn chuẩn buồn buồn được khné đại năng lực cho mọi bằng hán chấm cua traditional marketing thì mỗi tại tôi chuẩn buồn năng cam sắp sai lật tập hóa được coi sự bản cắm cứ cọp sắp sai tam giả telephone tam giả ca tài lang chia banner ban giải pi ở ca tài lang chia banner nâng dương địch chết lọc khơi chia nhập nhò bay và hai chia hai chị à lời nâng có nơi tầm miên này tam giả ca tài lang banner nơi tam ti sa thiên nạp xanh xanh tam giả ta tình nữ bư cổ nơi tam ở tộc ấy chị đam chẳng hạn hay môi viên tiết cứ broadcast broadcast nó cứ xung đại từ lời cam sắp sai tam giả ví dụ rồi có tù tua door to door cái lành door to door nó cứ miên lấy tha ca phơ marketing rồi có marketer cứ quạt thời ta điệp trong này ca thua marketing quạt nó đòi ở ai quạt chụp chung đòi quạt chụp chung với nó à tại chun to mà anh chỉ ban tha quạt ở thua marketing tam biểu face to face rồi có quạt sale tam biểu face to face ấy chị đàm hai mối thiết cứ tại tôi chung muốn sponsorship hai chung lại tp tại tôi chung muốn cost cứ thay đàm ở trong phút traditional marketing cứ quạt miền thay đàm của hai anh dự ban tha đập bấy sắp xếp lại tập họ bảo quát nó cứ quát thời chân này thay đam phù tiền ca chua bọc lỡ ca chua ti tăng là mấy run business bảo quát nâng hai mươi viên tiết tại tôn chủ mùi nâng marketing đôi chìa bếp khác cứ quát thời print cả đã đập bấy tệ thơ marketing đấy dương đầy drop khơi như tam dạ tư xa tình ước rồi có tư chi mà tô chi lan ấy tạm play chẳng miên stop miên ấy chẳng miên chỉ kê chai cả đá đòi đảm bây ai squad people là tập hóa rồi có khổng hôn bọc kê dây em cứ tha cả lại nâng viewers money mẹn tên hai chủ đại tị bấy tại tôi mùi ca build brand chẳng bố traditional marketing cứ có ăn nghe xưa nó ca build brand kê viên mẹn tha nế viên cứ prape yu đảm bay bia brand bọc quát đảm bay ai kia people tập hợp bọc quát nâng khổng hôn bọc quát chẳng này ai tị bốn cứ tệ tôn chủ mùi nâng mẹ sure chẳng phút traditional marketing cứ quát bọc bạc nông ca ở vòng vang bì là tập hợp đai quát tập tụ ban mẹn tên hay chìa bì xếch nếu bê đai quát phơ ấy mối cứ quát bọc bạc nông ca ở vòng tông thang o ta ở à tê tê chôn bọc cô đai bọc quát ban tập tụ nơi xa rồi có ban tập tour nào vậy để quạt trong đó ai phụ quạt được cả ở ấy trắng á hay môi vinh tiết nhưng năng lượng hay môi vinh tiết tại tôi chuẩn muốn digital marketing trắng chuẩn buôn traditional marketing nhưng xong phải chọn thẩm nắng hay chuẩn buôn digital marketing cứ miệng buôn chuẩn lại đôi kia chuẩn buôn chuẩn lại tìm mối cam sắp sai và đã rồi có service bọc quạt đang tạm dạng digital rồi có electronic medium đôi chìa search engine PPC mà bị việc pay per click hay chuẩn mối năng web design social media đôi chìa Facebook IG YouTube rồi có social media app dành tiền trăng tất đôi chìa ở lời dương đôi chìa mình thân out app môi tiết để ai sắp sai và là tập hợp ban trần hay môi tiết tại tôn chùm một email marketing chị đàm hay chùm nói tí phí cứ thay đam được kìa cost chùm phua digital marketing cứ gọi miên ca trần này từ lời cost quát tích của đời xa ta tam mới tích quát trần này prạ bỏ quát tràn tam pê đích pê để quạt thời trần ái cứ quạt thời trần ái chờ vận tải quạt ban ở tháp bây giờ mau vinh quạt chờ này đôi chỉ ca trần ái khai đam quạt pê khác ca phơ ca hồ si tam online nhưng đôi từ hoa tại tôi mỗi ca hồ si tam online cứ pê khác quạt tập miên quạt miên tả software rồi có quạt miên tả smartphone mỗi hai năm một lần tập họ bọc quạt ai tục tục nơi nông tè quạt có quạt ai hồ si ban này chẳng quạt ở trong mạch tài chua chia tí tăng rồi có về khá quạt ở thời cả bọc là cái quạt mình anh có ai control business khá tôi bọc quạt nâng ban đài chấm pua tí bấy tại tôi mùi build brand chấm pua digital marketing cứ quạt miễn phép lươn nâng ca build brand bọc quạt ở mấy ai
phần tập hai có sáu cam bắc quất khổng hồn bắc quất miền phía là bảy là bản chương môn can để chờ hai miền kia qua khổng hồn bắc quất lươn chương môn hai tại tôn chùa mối năng chùa nội năng nhâm sông lợi từ hoa tại tôn mối food panda đây chỉ qua tâm tại châu ma non dọc dương tâm tập ban tôn chỉ bảo màn chân tết bản tái sông bay tại côn khmer có quất qua pi tha ấy đó chỉ food panda đây có đăng tha food panda nó một nghiệp quất ấy kê đài chân cả lại nâng ở chấm bu food panda cứ quất ở miền ca phơ ở marketing tam dạ digital marketing chờn hai chấm bu cho này mối tiết easy to make sure đây chỉ anh dạy mình chẳng cứ việc tôi bị traditional marketing chẳng cho nó nâng đáy nhung xong ở thẩm nắng hay bờ kết tới thuê bắt tạ digital marketing vì thời ban cái para trở nên phần tác con nơi tầm miên company mà chuyển luôn cứ qua thuê digital marketing qua thuê marketing tạm vậy international traditional marketing tại đây đại sao tại bên khác qua ở toàn qua bị technology rồi có qua ở tam toàn technology bây đại technology châu mà lươn bếch quạt ảnh bắt bàn được tổ tù do phía phía mẹ chẳng bà tam cầm lật bao nhóm nhưng cơ tha company quạt cua ta pra tăng bị tăng phí vị thi mong phụ tại xa ta vì ai bỏng bênh cho nạch khoa khách nên tụi bình tầm áo bàn chẳng á đảm bà khổng hôn được gọi chi vừa cam bao quát đầm là ca tâm mục can tà lươn hay đôi sọc dương ở lấy nếu không có thể cam một chiếc có miên khổng hôn chi chờn đại quạt thua marketing tam dạ tầng pi vị thi năng này tầng traditional marketing có đôi chia digital marketing chẳng ở trên đấy bao nhiêu nhưng sau ao thầm nắng ao quân lục rú hai có ao quân nét ao kia